Em là Ngô Thị Sương đến từ lớp IDK43. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề masturbation, thủ dâm. Vậy thủ dâm có lợi hay có hại? Đầu tiên chúng ta nói về định nghĩa. Thủ dâm, masturbation hay còn gọi là tự sướng, một hoạt động sinh lý bình thường ở cả nam lẫn nữ, là việc tự chạm vào bản thân để đạt đến khoái cảm, có thể là cực khoái. Có thể chạm vào dương vật, bìu, âm hộ, âm vật, vú hoặc hậu môn. Thủ dâm có thể xảy ra giữa hai người với nhau, dùng các dụng cụ hỗ trợ hoặc không. Thủ dâm không phân biệt giới tính hay lứa tuổi, và hầu hết tất cả mọi người đều thủ dâm. Mặc dù có một số người không đề cập đến vấn đề đó, mọi người có nhiều lý do khác nhau để thủ dâm và tần suất thủ dâm của mọi người cũng khác nhau. Vậy, thủ dâm có lợi hay có hại? Đầu tiên chúng ta nói về lợi ích của việc thủ dâm. Về sức khỏe tình dục, giúp giải phóng căng thẳng tình dục và cho phép mọi người khám phá các kiểu tư thế tình dục phù hợp với họ. Cho phép mọi người, đặc biệt là phái nữ, làm quen với các phản ứng tình dục của họ, giúp cho họ biết được nhu cầu và mong muốn của họ khi thực hiện hoạt động tình dục với người tình, một cách tuyệt vời để tìm hiểu về cơ thể chính mình. Về lợi ích chung của thủ dâm, đầu tiên, thúc đẩy việc giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, giúp cơ thể khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn, đời sống tình dục thăng hoa hơn, giúp giảm căng thẳng ở nữ, giảm các triệu chứng trục rút trong thời kỳ kinh nguyệt và các phiền toái trong thời kỳ mãn kinh do thủ dâm, giúp tăng lượng máu đến âm đạo, giúp chống lại cái cảm giác khó chịu của thời kỳ mãn kinh và giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Ở nam, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến và tốt cho tinh trùng. Ngoài ra, thủ dâm còn giúp phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và không có nguy cơ mang thai. Tuy nhiên, thủ dâm cũng mang lại một số tác hại như sau. Một số người có thể cảm thấy tội lỗi khi thủ dâm vì lý do văn hóa, tâm linh hoặc tín ngưỡng tôn giáo. Một số người có thể và thực sự phát triển chứng nghiện thủ dâm, đó là dành quá nhiều thời gian để thủ dâm. Thủ dâm quá mạnh có thể khiến tổn thương cơ quan sinh dục ở cả nam và nữ, làm ảnh hưởng sự tập trung cho công việc và cuộc sống, làm giảm khả năng tình dục và sinh sản, giảm ham muốn khi nói về tình dục với bạn tình của mình. Và em xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.